Chương thứ 22, phẩm trúc lụy. Trúc là phó trúc, là giao phó, lụy là dặn dò, cho nên trúc lụy là di trúc, là dặn dò hay là phó thác các trách vụ nào đó cho người khác hay người đời sau để duy trì, để bảo tồn cho được dài lâu. Bất cứ một bộ kinh nào thường được trình bày theo thứ tự là phần tựa, phần chánh tông và sau hết là phần lưu thông. Cũng giống như sách vở ngoài đời thì có phần mở đầu, phần thân bài và phần kết luận. Thế thì phẩm trúc lụy phải thuộc về phần lưu thông, tức là phần kết luận của bộ kinh. Nhưng ở đây kinh Pháp Hoa còn có thêm 6 phẩm nữa. Vì thế, nếu đúng theo thứ tự thì nó phải ở phẩm cuối hay tối thiểu ở phẩm thứ 27, tức là phẩm kế chót. Và sau cùng, phẩm sau cùng là phẩm phổ hiền hạnh, để nhắc nhở cho chúng sinh chi hành phải hợp nhất. Như đã trình bày trong phần giới thiệu, có rất nhiều phẩm của kinh Pháp Hoa được người đời sau thêm vào, chẳng hạn như phẩm Đề Bà Đạt Đa, phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, cho nên kinh không còn đúng theo thứ tự như lúc ban đầu. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần lớn, dùng tay mặt xoa đầu Vô Lượng Đại Bồ Tát mà nói rằng: trong vô lượng trăm ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp, ta đã tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này, nay đem giao cho tất cả các ngươi. Các ngươi nên hết lòng truyền bá để đem lại sự ích lợi cho nhiều người. Nếu nói về sự, thì Đức Phật từ pháp tòa đứng dậy, dùng Phật lực lấy tay xoa đầu của các vị Bồ Tát. Thế thì Đức Phật xoa được bao nhiêu cái đầu? Nhưng thâm ý của kinh ở đây là bất cứ Bồ Tát nào cũng đều có Phật tánh vô lượng vô biên. Cho nên bất cứ Bồ Tát ở đâu thì thần lực của Đức Phật, tức là Phật tánh, cũng xuất hiện ngay ở nơi đó để có thể xoa đầu họ. Vì thế, trong mỗi chúng sinh đều có sẵn tri kiến Phật, tức là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Cho nên mỗi chúng sinh phải phụng trì sống đúng với tri kiến Phật đó. Đức Phật từ trong vô lượng kiếp đã tu tập pháp vô thượng Bồ Đề khó kiếm này, nay Ngài đem phó chúc cho các Bồ Tát để sau này thọ trì đọc tụng, tuyên nói pháp này cho tất cả mọi người đều được nghe biết. Đoạn kinh này chứng minh rằng chính Đức Phật cũng phải trải qua vô lượng hàng xa kiếp tu hành mới thành tựu được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Vì thế người đệ tử Phật đừng nghĩ rằng mình sẽ thành Phật ngay trong cuộc đời này. Chính Đức Phật nhờ pháp này mà thành Phật, cho nên Ngài khuyên các đệ tử phải một lòng tinh tấn tu tập để chứng nghiệp như Ngài, chứ không phải truyền bá xuông thì không bao giờ biết được hương vị giải thoát. Bởi vì đạo Phật là đạo thực hành, vì có thực hành mới có thực chứng. Đoạn kinh trên là dựa theo tư tưởng Đại Thừa, nhưng theo nguyên thủy thì hành giả có thể chứng đắc quả A-la-hán ngay trong đời này. Bằng chứng là vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có hàng vạn vị A-la-hán. Đối với nguyên thủy thì Đức Phật là vị A-la-hán như tất cả những vị A-la-hán khác, nhưng danh vị Phật chỉ dành cho Đức Thế Tôn, vì Ngài là vị thầy của tất cả các vị A-la-hán và Ngài là người chứng quả A-la-hán đầu tiên. Đức Phật ba phen xoa đầu các Bồ Tát và ba phen lặp lại câu nói trên: Như Lai có từ bi lớn, không tham tiếc, cũng không có điều sợ sệt, năng cho chúng sanh trí tuệ Phật, trí tuệ Như Lai, trí tuệ tự nhiên. Như Lai là đại thí chủ của tất cả chúng sanh, các ngươi nên thọ học theo pháp của Như Lai, chớ nên tham tiếc. Đời sau nếu có trai lành gái thiện nào tin trí tuệ Như Lai thì các ngươi nên vì những người ấy mà diễn nói kinh Pháp Hoa để họ nghe biết tu hành thành tựu được Phật tuệ. Nếu gặp hạng chúng sanh không tin lãnh lời kinh thì nên dùng pháp khác trong các giáo pháp thâm diệu của Như Lai mà chỉ dạy cho họ được lợi ích vui mừng. Làm được như thế là các ngươi đã báo ân Phật rồi vậy. Như Lai mà kinh nói ở đây là bản thể chân như bao trùm khắp, chứ không phải đơn thuần là Đức Phật Thích Ca. Cái bản thể chân như lúc nào cũng tồn tại hiện hữu suốt cả thời gian và không gian. Vì sự bao trùm khắp cả
cho nên Như Lai có đại từ bi để ban cho tất cả chúng sinh sự an lành. Đó chính là Như Lai viên giác diệu tâm, lúc nào cũng hiện hữu thường hằng trong tâm của mỗi chúng sinh. Vì thế, khi chúng sinh khởi ý niệm lành để cứu giúp kẻ khác, thì Như Lai đang phát tâm từ bi cứu độ chúng sinh đó. Nói chung, Như Lai bố trí tất cả giúp cho chúng sinh phát huy nhất thiết chủng trí, tự nhiên trí, vô sư trí của chính mình để thật sự có an lạc niết bàn. Nhưng nếu nói Như Lai là vị đại thí chủ, thì Như Lai có bố thí tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến cho chúng sinh không? Nếu Như Lai không cho, thì làm sao gọi là đại thí chủ? Đối với Như Lai, thì thế gian là thanh tịnh bản nhiên, nên không hề có tham sân si, mạn nghi, tức là không hề có ô nhiễm. Nhiễm là vì chúng sinh còn mê, đến khi sống trong tỉnh thức chánh niệm thì mê, biến giác hiển bày. Tại sao? Bởi vì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tự nó là tự tánh thanh tịnh bản nhiên, không hề bị ô nhiễm, nên tuy gọi là trần, nhưng chúng đâu có ô nhiễm. Nhiễm cấu là vì tâm của chúng sinh còn tham đắm, còn dính mắc nơi sắc, thanh, nơi hương. Còn Như Lai trong ngoài tự tại thì tìm đâu ra ô nhiễm, mà không ô nhiễm thì làm gì còn tham sân si. Vì thế, căn, trần đều thanh tịnh thì thế giới sẽ thanh tịnh, phù hợp với Phật tánh thanh tịnh của vạn pháp vũ trụ. Đức Phật đã ba lần khẳng định rằng pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là kinh diệu pháp Liên Hoa. Vì thế kinh Pháp Hoa là kinh đưa người tu thành Phật, là kinh tối thượng thừa. Đó là vì tại sao chư Phật xuất hiện trong thế gian này không ngoài mục đích khai thị giúp cho chúng sinh ngộ nhập các chi kiến Phật, trí tuệ Như Lai, trí tuệ tự nhiên vốn đã có sẵn trong mỗi chúng sinh. Vì lòng từ bi, Đức Phật chỉ cho chúng sinh nhận biết trí tuệ Phật của mình mà kinh gọi là cho, chứ thật ra Ngài không bao giờ đem trí tuệ cho ai được. Chỉ có kinh Pháp Hoa mới xiển dương tinh thần bình đẳng, là mọi người đều có trí tuệ Phật nên ai cũng có thể tu thành Phật. Tuy chi kiến Phật là bổn tánh huyền diệu chiêm liêng mà ai cũng có, tuy nhiên rất nhiều người căn cơ còn thấp, không thể lãnh hội được giáo lý tối thượng thừa của kinh Pháp Hoa, thì Phật dạy nên dùng giáo lý bất liễu nghĩa, tức là giáo lý phương tiện để giáo hóa họ mà mang lại sự lợi ích an lành, thì cũng như đền đáp ơn Đức Phật rồi vậy. Giáo lý Phật Đà có năm thừa, vì thế tùy theo căn cơ sở nguyện của chúng sinh có thể tu học bất cứ thừa nào cũng được. Cái huyền diệu ở đây là phía thực hành, cho nên tuy một người chỉ tu nhân thừa, giữ gìn tam quy ngũ giới vẹn tròn, thì chính họ sẽ có hạnh phúc an lành dựa theo tinh thần nhân thừa rồi. Tôn chỉ của đạo Phật là diệt khổ, nghĩa là không làm khổ mình, không làm khổ người. Vì thế thiên đường thì do ta, mà địa ngục thì cũng do ta. Cho nên người xưa có câu rằng: thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, địa ngục vô oan tự tánh hôn. Nghĩa là khi tâm tỉnh ngộ thì có cảnh thiên đường rực rỡ, còn tâm mê muội thì nhìn đời khác chi là địa ngục a tỳ. Nhưng người học Phật có thể chuyển địa ngục thành ra thiên đường, bởi vì thật tánh của vô minh là Phật tánh, thật tánh của phiền não ưu bi là tự tánh thanh tịnh bản nhiên. Cho nên mê là địa ngục a tỳ, còn sống trong thức tỉnh chánh niệm là sẽ có thiên đường ngay. Khi nghe Phật nói xong, các đại Bồ Tát đều cảm thấy sự vui mừng lan khắp thân thể, lòng thêm cung kính. Các Bồ Tát nghiêng mình cúi đầu chắp tay hướng Phật đồng bạch rằng: chúng con sẽ làm đầy đủ theo lời của Thế Tôn dạy, kính xin Thế Tôn đừng lo nghĩ nữa. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca truyền cho các phân thân Phật đã từ mười phương đến, đều trở về nước của mình và nói rằng: chư Phật mỗi vị tùy chỗ an trú của mình mà trở về bổn độ tháp của Phật Đa Bảo Hoàn Nguyên Bản Vị. Trong lúc Phật nói, mười phương vô lượng phân tâm Phật đang ngồi trên tòa sư tử dưới cây báu, cùng Phật Đa Bảo với vô biên vô số Bồ Tát như Xá Lợi Phất,
hàng thanh văn, bốn chúng và tất cả thiên, nhân, A-tu-la nghe lời Phật nói đều rất vui mừng. Sau khi nghe lời phó chúc, các vị Bồ Tát nguyện sẽ thực hành đúng như lời dặn của Đức Thế Tôn. Đến đây thì phần thị và ngộ tri kiến Phật đã xong, cho nên Đức Phật yêu cầu các phân thân Phật đến từ mười phương để hợp lực cùng Phật Thích Ca mở tháp Đa Bảo, để cho đại chúng chiêm ngưỡng Phật Đa Bảo, có thể trở về bản xứ để tiếp tục công việc của mình. Và sau cùng, xin Phật Đa Bảo mang bảo tháp về chỗ cũ. Kinh đã dùng một hình ảnh tuyệt diệu để diễn tả những ý tưởng thâm diệu, mà ngoài hình ảnh đó, có lẽ ngôn ngữ của con người không thể nào diễn bày được. Đến đây là chấm dứt phần khai, thị, ngộ. Phần duy nhất còn lại là nhập, tức là phần thực hành cái tri kiến Phật đó. Phần lý thuyết thì Đức Phật đã chỉ bày xong, cho nên phần thực hành thì chúng sinh mỗi người phải tự mình hành trì và sống đúng với những tư tưởng khai, thị, ngộ để liễu ngộ được chân lý